À, cái serum Namujin thì mọi người đã biết rồi đấy. Ai mà muốn dưỡng trắng sáng da thì mọi người đừng bỏ qua cái sản phẩm serum của nhà Namujin mọi người nhá. Và hôm nay thì em Loan sẽ giới thiệu cho mọi người cái sản phẩm toner dạng miếng mọi người nhá. Đấy, toner pad của nhà Namujin. Thì cái toner thì mọi người biết là thông thường là mọi người toàn thấy chai đúng không? Đó, nhưng mà cái toner dạng miếng này thứ nhất là với cái thiết kế nó độc đáo. Đó, nó làm cho mọi người thấy là thứ nhất là mọi người dùng sử dụng rất là tiện lợi. Cái thứ hai là những cái bạn mà da mà đang bị sần sùi này, đó rồi là bị khô ráp này, đó rồi là da bị thâm sạm thì mọi người sử dụng cái miếng này, thứ nhất là nó sẽ giảm cho mọi người cái vấn đề sần sùi thâm sạm rất là nhanh, nó rất là tiện lợi mọi người nhá. Đấy, cái dạng miếng này thì nó thiết kế rất là hay, đấy nhiều bạn rất là thích sử dụng cái sản phẩm Numbuzin dạng miếng này, đấy mọi người đắp vào giống như kiểu mọi người đắp mặt nạ rất là thích luôn ha mọi người. Thì cái toner Namujin này, Namujin Pad này thì nó là thành phần mà chống oxy hóa rất là mạnh. Có thành phần glutathione này, tranexamic acid. Đấy, nó sẽ giúp cho da trắng sáng, chống lão hóa cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Dạng miếng thì nó sẽ là dưỡng ẩm cực kỳ là tốt luôn. Đấy, tăng độ ẩm và làm mềm mịn da. Đấy. Nói chung là thiết kế rất là độc đáo, mặt gạt giúp làm sạch sâu, loại bỏ các bụi bẩn, đó làm sạch da, dưỡng sáng da một cách rất là nhẹ nhàng. Thành phần thì mọi người biết là cái sản phẩm này thành phần rất là nhiều rồi đấy, và cái công dụng chính của nó trong đó là thành phần niacinamide B3, là nó sẽ bảo vệ da này, cải thiện lỗ chân lông này, điều tiết bã nhờn, làm giảm mụn, sáng da, thâm nám, giúp đều màu da và giúp da là khỏe mạnh. Vitamin C thì nó chống oxy hóa, giúp làm trắng da, giảm thâm đó. Rồi là BHA, LHA thì nó sẽ là tẩy tế bào chết nhẹ, nó giúp giúp cho da dưỡng ẩm sạch sâu mà không hề gây kích ứng. Glutathione là trắng da, tranexamic acid ức chế melanin giúp da trắng sáng, giảm thâm sạm mọi người nhé. Coenzyme Q10 chống lão hóa da, đấy, giúp da săn chắc, giảm nếp nhăn. Vitamin E chống lão hóa da, đấy, bảo vệ da, đấy. Rồi là vitamin B5 dịu da, dưỡng ẩm da. Đó, nói chung là cái thành phần quá là kinh rồi. Để cải thiện sắc tố da, giúp giảm thâm, nó sạm, đều màu da, giúp cho da căng bóng mềm mượt đó. Tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, làm sáng da, đều màu da, giảm thâm mụn, ngăn ngừa sắc tố trên da, chống oxy hóa, dưỡng ẩm, làm dịu da và bảo vệ các tác nhân bên ngoài với làn da. Đó, nói chung là cái toner của Namujin này quá là kinh khủng luôn đúng không ạ? Đấy, toner Namujin dạng pad này quá là kinh khủng luôn, thiết kế vô cùng tiện lợi, dạng miếng dễ sử dụng mọi người nha. Đó thì còn thắc mắc cho cái sản phẩm toner Namujin này, mọi người có thể liên hệ trực tiếp với em Loan qua số điện thoại là Nguyễn Loan 0985 328 298 thì em Loan sẽ tư vấn cụ thể cho mọi người nha. Đấy, toner dạng pad, dạng miếng của Namujin nha. Ok, xin chào cả nhà.